Các bạn, đây là thành phẩm của món thịt xá xíu mình vừa làm xong đây. Phần thịt rất là thơm ngon. Và làm sao để chúng ta có được cái món thịt xá xíu này vừa vị vừa vặn này, màu sắc đẹp và thơm ngon, thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món thịt xá xíu bằng chảo này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món thịt xá xíu các bạn nhé. Với các nguyên liệu mà các bạn có thể tự chuẩn bị ở trong ngăn bếp nhà mình. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 500g thịt nạc dăm, nạc vai ấy các bạn. Đây, cái phần thịt này là mình đã để tủ đá rồi bởi vì là dịch bệnh mình không mua được thịt tươi. 5g dầu ăn, 25g sốt đồ nướng của Charlie Mac, 10g bột điều, 3g bột quế, 10g nước rượu mai quế lộ. Nếu mà không có thì các bạn có thể thay bằng rượu trắng. Và thêm nhớ thêm hoa hồi thảo quả vào nhé. Ở đây thì các bạn sẽ nêm cho mình thêm 3g bột ngũ vị hương, 8g bột ngọt, 5g muối. Thịt này thì các bạn sẽ cắt cho mình thành những cái miếng nó có cái độ dày từ 3,5 đến 4cm nhé. Cái phần nạc vai hay còn gọi là nạc dăm này, khi mà các bạn làm cái món này thịt nó mềm, nó không bị khô và ăn nó rất là ngon. Các bạn sẽ cho cái phần thịt vào đây nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ ướp. Các bạn sẽ ướp cái phần sốt trước này để cho nó ngấm gia vị trước. Rượu mai quế lộ để nó thấm được gia vị trước, thì các bạn sẽ bóp trước cái phần sốt, sau đó mình mới cho các cái phần bột vào đây. Dầu ăn nó sẽ làm cho cái món thịt của chúng ta được mềm hơn. Tiếp nữa là các bạn sẽ cho muối, bột ngọt, ngũ vị hương, bột quế, bột điều, các bạn cho vào đây nha. Bạn nhớ dùng tay bóp mạnh một chút để cho nó ngấm đều gia vị. Sau khi các bạn đã bóp đều để cái phần thịt này nó được thấm gia vị rồi, thì các bạn sẽ ướp phần thịt này trong khoảng thời gian là 1 tiếng đồng hồ cho mình các bạn nhé. Các bạn ơi, sau khi cái phần thịt này các bạn ướp cho mình được 1 tiếng rồi, thì bây giờ các bạn sẽ đem đi để nấu nhá. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm bằng chảo. Còn nếu như mà ai có lò nướng hoặc nồi chiên không dầu thì các bạn có thể cho vào sẵn nướng thôi, nó rất là đơn giản và tiện. Còn nếu không thì các bạn sử dụng chảo. Chảo này thì các bạn sẽ sử dụng chảo dày một chút nhá. Ở đây thì mình có cái chảo gang như thế này. Nấu cái món này nó rất là ngon. Nhiệt nó từ từ mà nó giữ nhiệt được tốt, các bạn lại còn tiết kiệm được cả điện nữa. Các bạn sẽ làm nóng chảo nhé. Sau đó thì các bạn sẽ cho cái phần thịt vào. Cái tô này thì các bạn sẽ thêm vào đây cho mình 100ml nước nhé. Các bạn thêm 100ml nước, sau đó cho vào đây để các bạn nấu. Khi mà các bạn nấu cái món thịt này thì các bạn, hoặc là tất cả các loại thịt các bạn nấu mà được lửa nhỏ
thời gian lửa nhỏ thì cái món thịt của chúng ta nó sẽ mềm, giữ được cái protein cũng như là cái kết cấu của cái phần thịt nó không bị vỡ đi. Thì ăn miếng thịt nó sẽ ngọt, mềm, không bị dai, không bị khô và không bị bã. Chắc chắn một điều là như thế các bạn nhé. Ở đây thì các bạn sẽ đun lửa nhỏ liu riu như thế này trong khoảng thời gian là 30 phút, không cần phải đậy vung. Các bạn vừa nấu vừa lật, cứ khoảng 5-10 phút thì các bạn lật thịt một lần. Và cùng chờ thành quả với mình sau 30 phút nữa các bạn nhé. Các bạn ơi, phần khoai lang sau khi mà các bạn đã luộc chín mềm rồi. Đây. Thì chúng ta sẽ đem đi để xay nhé. Chín mềm rồi này, các bạn xâm vào. Các bạn thấy nó xuyên qua được hết là được nhé. Đó, rất là mềm. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn nấu được 30 phút thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó cạn được hết cái phần nước rồi và cái phần thịt nó đang rất là thơm. Lúc này thì các bạn để cho nó cạn hẳn nhé và để cho nó xém xém một chút. Nếu như mà các bạn có đồ chiên không dầu thì các bạn cho vào khoảng tầm 5 phút thôi để nó xém cái mặt thịt. Lúc mà nó xém như thế này thì các bạn chỉ cần nấu thêm khoảng tầm 5 phút nữa thôi là phần thịt nó sẽ rất là ngon. Để cho nó có độ thơm xém xém. Khi mà các bạn đun thêm được 5 phút như thế này, cái phần thịt phía ngoài nó cũng đã xém được như thế này rồi thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Đấy, các bạn thấy không, cái phần thịt xà xíu rất là ngon và đặc biệt với cái công thức này thì thịt vừa vặn thơm ngon các bạn nhé. Các bạn để nguội một chút nhé, sau đó thì mình sẽ thái. Ui, thơm ngon lắm luôn ấy các bạn. Thịt xà xíu này thì các bạn lựa chọn cái phần vai nó có cả mỡ cả lạc thì ăn nó sẽ ngon. Ai mà muốn lên màu đẹp đẹp hơn nữa thì các bạn sẽ ướp lâu hơn nhé, cỡ tầm từ 3 đến 4 tiếng. Và khi ướp, nếu như mà ướp lâu 3-4 tiếng thì các bạn sẽ bọc lại để ngăn mát tủ lạnh. Còn ướp 1 tiếng thì các bạn có thể ướp ngoài nhiệt độ thường được. Cái món này là mình sẽ phải thái có độ dày khoảng tầm 2mm. Đây. Thơm ngon. Vị rất là vừa vặn các bạn nhé. Sau đó thì các bạn sẽ sắp ra đĩa như thế này và thưởng thức món ăn này thôi. Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.